múa xòe là một hoạt động nghệ thuật văn hóa đặc sắc, một điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái ở Tây Bắc. Múa xòe thể hiện sự đoàn kết thân thiện gắn bó, có tính thực thể cao. Người ta quan niệm rằng múa xòe thì phải vui, càng đông thì càng vui, càng vui thì sẽ nói với đất nước trắng mùa vàng bội thu. Vâng, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết thân thiện gắn bó như ý nghĩa của thằng múa xòe Tây Bắc. Ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị đại biểu các quý thầy cô giáo, chúng ta hãy cùng tay trong tay di chuyển lên sân khấu cùng hòa vào bản nhạc xòe thật rộn ràng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời và xin trân trọng kính mời. Chúng ta cũng sẽ cùng hòa vào chung rượu chè của buổi tối ngày hôm nay.